chào khán giả của Đồng Hồ Duy Anh và đặc biệt là fan của nhà Season. Với hơn 100 năm kinh nghiệm chế tác đồng hồ, Season tiếp tục tạo ra những chiếc đồng hồ tiên tiến về mặt công nghệ. Dòng đồng hồ Quark của Season là một bộ máy sở hữu công nghệ mới nhất, mang lại thời gian có độ chính xác cao. Đây cũng là một trong những thế mạnh của Season. Dòng đồng hồ Hyperion sử dụng máy Quark của Season được chế tác công nghệ mới nhất. Hãng đã khéo léo nhắn gửi thông điệp về phong cách mới mẻ và thời trang, có thể khiến bạn tự hào mỗi khi xuất hiện với chiếc đồng hồ hoàn toàn mới này khi đeo trên cổ tay. Trong video hôm nay, hãy cùng Duyên Watt tìm hiểu kỹ hơn về một mẫu đồng hồ như vậy, mang tham chiếu là BI-5104-57Z, có mặt số màu xanh là cây. Mới được ra mắt cách đây không lâu, đó là bộ sưu tập đồng hồ mới với tuyên bố về phong cách và sự sang trọng. Đồng hồ Hyperion của Season để truyền cảm hứng cho sự đổi mới bản thân theo thời gian, để trở thành con người mà bạn mong muốn. Để truyền cảm hứng cho ý tưởng này, những chiếc đồng hồ Hyperion được thiết kế với mặt số màu sắc nổi bật. Sự khác biệt giữa các mẫu trong dòng sản phẩm đó là sự kết hợp màu sắc, mặt số và dây đeo, để mỗi lần xuất hiện, bạn sẽ tỏa sáng với một hình tượng mới. Bằng slogan mới mẻ Your Time Is Now, Season nhắn gửi thông điệp rằng Hyperion là dành cho những ai mong muốn trở thành phiên bản mới mẻ hơn của chính mình, dành thời gian cho bản thân để làm những điều quan trọng mà bạn mong muốn, dễ dàng hòa nhập và thể hiện bản thân nhiều hơn nữa. Bạn có thể thấy rằng chỉ với mặt số tối giản màu xanh lá cây với hiệu ứng tỏa nắng, Season BI-5104-57Z luôn thu hút ánh nhìn từ lần đầu tiên. Đồng hồ có vỏ được làm bằng thép không gỉ 316L, mạ vàng, công nghệ PVD. Đường kính vỏ là 41mm, độ dày là 11mm và khoảng cách lắc to lắc là 47mm. Những bạn có chu vi cổ tay 16cm trở lên là có thể đeo được mẫu này vừa đẹp rồi. Để tăng thêm phần ấn tượng cho thiết kế khung bezel, núm vặn vào phần giữa dây đeo của đồng hồ có màu vàng hồng nổi bật, cho cảm giác sang trọng và đẳng cấp. Các chi tiết khác trên mặt số như kim và vạch chỉ giờ cũng có màu vàng hồng, được vắt cạnh để tạo hiệu ứng sáng bóng và trông lấp lánh khi bạn di chuyển trên cổ tay. Cửa sổ ngày viền màu vàng hồng nhỏ gọn ở vị trí 3 giờ. Mẫu đồng hồ này của Season được trang bị khả năng chống nước là 50m, tức là bạn có thể rửa tay đi mưa thoải mái khi đeo đồng hồ. Season Nhật Bản từ lâu đã là công ty dẫn đầu về công nghệ tiên tiến và góp phần biến đồng hồ thành những sản phẩm thiết yếu của tương lai. Là một nhà sản xuất đồng hồ đa năng, Season luôn đi đầu trong việc phát triển các phương pháp sáng tạo để tạo ra những chiếc đồng hồ tuyệt vời. Đồng hồ Season BI-5104-57Z có bộ máy thạch anh chính xác, đáng tin cậy, được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Vì vậy, người dùng có thể tin tưởng khả năng hiển thị thời gian chính xác đến từng giây. Mọi đồng hồ của Season sẽ được chính họ sản xuất mọi bộ phận. Họ tập trung vào độ bền và những tiến bộ về thiết kế, trọng lượng, công thái học. Chính vì thế mà sản phẩm từ thương hiệu này nổi tiếng với phong cách, độ bền và chất lượng. Với chiếc đồng hồ Season Hyperion BI-5104-57Z, khi đeo nó trên cổ tay, tức là bạn cũng đang sở hữu một công nghệ sản xuất đồng hồ tiên tiến nhất trên thế giới. Đồng hồ này cũng có mức giá phải chăng, giúp bạn sở hữu một chiếc đồng hồ đầy phong cách mà không quá tốn kém. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Đồng Hồ Duy Anh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.